cảm giác rằng là tiếng tiếng súc nó không có lớn, nên cứ tăng nữa. Tại cái thùng súc của xịn đây á, nó lại khác. Cái thùng súc Việt Nam thì nó là sao? Ngay đó thì nó rất là lớn, nhưng mà ra khỏi 8 mét thì nó là sao? Mất tiêu. Đúng chưa? Hôm nay mình nghe mình thấy không? Ta 8 mét là mất tiêu. Dần mất luôn. Cái này là cái thằng quỷ này á, càng đi xa nó lại càng nó mất. Đi ra nó cứ đi xa hoài, nó bắn những người mình à, đúng không? Nên là có một những cái người nào mà mới chơi là nó bị đắm tét màng là lý do như vậy. Nó mà nó dở, nhưng mà bởi vì anh không biết à, anh không biết, anh cứ tăng lên hoài à. Cái tiếng súc này rồi đảo cái tiếng này nó sâu hơn, đúng đảo nghe lại. Hiện tại bây giờ có hai cái súc đơn rồi đó à, hai cái sẵn cái góc loa của cái HDA à, góc là một cái như vậy là 20 độ, 20 độ thì bốn cái nó sẽ thành 80 độ. Mình treo mỗi góc 80 độ vậy là đủ rồi, đủ từ cái ngồi xa đến người ngồi gần rồi, đúng không? Treo 5 cái thì thành 100 độ, 100 độ để đánh ngược quay trở lại. Góc 90 độ là góc vuông góc rồi, đúng không? À, còn cái kia à, mình bây giờ chẳng hạn như đánh ngược trở lại rồi, đúng không? Nó treo 3 cái hay 4 cái thôi à, hãng người ta yêu cầu 4 cái là được rồi à. Có nhiều người cứ sợ là 4 cái không đủ xa, đúng không? Bây giờ mình đang nghe 4 cái loa live array Việt Nam, nhưng nếu làm đúng thì nó đã 64m, 80m thoải mái rồi, đúng không? Bây giờ còn hiện tại tôi đang nói chỉ bằng một cái HDA thôi, mà quý vị nghe rõ từng lời đúng không? Trong cái khoảng sân cách xa 30m, đúng không? Nghe rõ từng tiếng một thì chồng lên 3 cái thì liệu có đủ không? Chồng lên 4 cái liệu có đủ không? Không. Còn tại sao cái nhiều người ta thấy nó phải trồng một dãy mười mấy cái, là khi nào cho mấy cái concert mà nó cỡ những khoảng 50.000 người, ví dụ như Blackpink này chẳng hạn à, như bước nọ thì đương nhiên nó phải lớn rồi, nó phải nhiều rồi, bởi vì trong đó, trong cái sân đó thì như bước đó là 30 mấy ngàn người, đúng không? Nó phải như vậy à, đó nên nó phải như vậy. Đó là trả 10 triệu vé thì nó phải khác, đúng không? Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn test demo dàn lò với 1 tỷ. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Của anh Bảo, Nhạc Việt. Đi xem được miễn phí mà còn tặng quà nữa các bạn à, một chiếc đèn pin và một chiếc đồng hồ. Chiếc đèn pin rất là hữu ích cho các bạn đi làm kỹ thuật âm thanh. Hệ thống xử lý cũng khá đơn giản, một chiếc crossover và những chiếc amplifier là loa BS4, loa Play Array 2825 1F. Rồi, mình đang bán xong loại gì mẹ? Mình sang SP4 nha quý vị ha. Bây giờ mình nghe chất âm khác không? À. Giới thiệu với các bạn, đây là Amplifier Dialog NLT 30.000. Đây là dòng cải tiến mới năm 2023, version mới phù hợp cho đánh sub và full range. Và đây là phía sau của chiếc Amplifier.
Và đây là một sản phẩm vang bóng một thời, Markitum. Các bạn có muốn trải nghiệm về chất âm của Markitum, hãy đến shop âm Thành Đạt. Và đây là em hoa hậu BS2. Buổi demo hôm nay em hoa hậu thể hiện rất là tốt và tuyệt vời. Các bạn đi làm sự kiện dưới 500 khách chỉ cần 2 cặp là tuyệt vời. Các bạn không muốn vác một lần 4 cái lo thì bây giờ hãy đến với SB4. Chỉ cần vác 2 cái lo là có thể làm một sự kiện tuyệt vời. Và đây là phía sau của SB4. Rồi, đó là dàn 4 quay ha. Rồi, xúc mình nghe thưởng thức rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ thử với cái dàn Light Array. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, lên nhá. Củ trap rất là bé, Array 14. Array 14 chút xíu à. Một cái thùng gì có một cái củ trap và hai cái hai cây hai tên rừng ấy. Và hai cái xúc. Đánh hai cái xúc đúng không? Và chúng ta chỉ có đánh có 3 cục công suất thôi. Có 3 cục công suất mà đánh cả dàn đó. À, bây giờ các bạn không tin, các bạn có thể lên thấy anh Sơn vui lòng tắt tất cả những công suất còn lại khác để cho mọi người thấy rằng là mình chỉ có đánh 3 cục công suất thôi. À, đây là nhiều đó. Cái này là bao nhiêu anh? 100 triệu hay là... Kết đồng đó. Nhanh anh, cái dàn Larry đó là bao nhiêu tiền? 100 triệu đúng không? Chỉ 100 triệu thôi. Đúng không lo? 3 cục công suất. Đương nhiên thì mixer thì to hay nhỏ là tùy nó với dàn của mình thôi. Chỉ cần 3 cục công suất. Microserver là bao nhiêu? Là mixer với micro. Để em đi tham khảo vòng là cái em hỏi anh. Bây giờ hiện tại tôi đang nói cái mic của tôi vô cái dàn Larry nè ha. Đó, cái mic đây. Đây là cái mic của tôi vô cái dàn Larry. Đó, nó sẽ như thế này. Hey, 1 2 6 7. Đó. Cái này là một cái HDA. Một cái loa HDA rồi nó không có xúc nên thành ra tiếng nó hơi mỏng một chút. Nhưng mà nó rõ đúng không? Một cái loa HDA giữa. Còn đây là cái vô cái dàn Larry. Đó. Đó. Hey, ok chưa? Đây, đây, ok chưa? Đây là cái HDA. Một cái duy nhất thôi. Đó, một cái duy nhất thôi, đúng không? À, ok chưa? Một cái HDA. Giờ gì mình đi làm nhiều khi nó up lên trên Facebook. Cái anh kia, một khách hàng của tôi đi có 2 cái HDA và 2 cái súp đánh cho cái sân trường. Cái nhiều người kêu tôi xào. À, xào làm sao được? Cái hình của khách hàng mình lấy, mình chôn cái hình khách hàng mình bỏ lên, người ta đã đi làm show vậy mà. Ủa, người ta không làm được, người ta dám vậy không? À, đúng không? Nó làm được rồi nha, mình sẽ làm được thôi, đâu có gì đâu khác đâu. À, đó. Được chưa? Hát một cái HDA. Còn đây là cái dàn Larry nè. Thì tiếng din nó dày hơn là bởi vì nó có... Nghe nó rõ từng lời. Nhưng bây giờ những hàng, bây giờ cái nền nhạc nó rất là lớn. Tôi nói
các bạn vẫn nghe rất là rõ là bởi vì do cái tiếng trap nó rất là tốt. Đã một lần bóng tôi tới gần, à tôi từng nghĩ tôi sẽ dừng lại. Bởi vì âm thanh và nhạc Việt nó rất là sạch, nên thành ra các bạn cảm giác nó không lớn. Chứ nhiều khi cái âm thanh nó dơ, nó cứ đung đung nè, các bạn nghe nó bị chét chét vô cái lỗ tai á, cái tai mà nó đau luôn á. Không phải là nó lớn hơn ở đây, nhưng mà bởi vì nó âm thanh nó bị dơ nên nó vậy. Còn ở đây đây đây, tiếng nào nó ra tiếng đấy. Các bạn muốn biết được là có lớn hay không, các bạn thử nói chuyện với nhau rồi. Trong lúc tôi demo á, các bạn thử nói chuyện với nhau rồi, các bạn sẽ không nghe các bạn nói gì hết, đúng không? Giờ để nói chuyện với nhau đi. Anh cho em mượn tiền. Giờ hỏi mượn tiền đi, kia nó kêu hả? Ông nào muốn thử cái xúc Việt Nam và cái xúc Sơ Vinh đứng chỗ giữ em. Sơn, anh Sơn ơi, nhá. Bây giờ mình sửa soạn thử cái cặp Sơ Vinh Mega và cái cặp Thùng Việt Nam nha. Có nghĩa là hồi nãy giờ mình nghe Mega rồi, nó thử có kiểu không? Muốn nghe ở dưới đây so sánh là nó lệnh cặp nào đó. Đúng rồi, đó, chính xác. Bây giờ... Giờ nghe là chốt nè. Bây giờ chỉ xúc A, xúc B thôi nha. SP2 để nguyên, SP2 để nguyên, ok chưa? Chỉ đổi xúc thôi, xúc của Sơ Quân và xúc của LE Việt Nam, ok chưa? Rồi sẵn sàng chưa? Rồi bây giờ cái nào trước nào? Giơ tay lên. Thôi bây giờ quan, bây giờ cái đội A, B cái khoái cái nào hơn? Chứ mình nói nhiều khi cái đó gọi là mindset của mình nó sẽ bị định hướng, đúng không? Định hướng theo con đường của đảng mà chính phủ đề ra, ông nên ok nghe.